Với chủ đề Cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn, vừa qua, Diễn đàn Năng lượng Bền vững và ký kết hợp tác giữa các công ty Đan Mạch và Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 của Hoàng gia Đan Mạch. Đan Mạch hiện đang coi Việt Nam là hình mẫu về chuyển đổi xanh và cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển xanh bền vững. Đây cũng là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện cam kết của Việt Nam là đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26. Tại diễn đàn, có tới 3 quỹ đầu tư và hơn 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện gió, trong tổng số 36 doanh nghiệp đã đến và tham dự để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hợp tác để nâng cao năng lực trong lĩnh vực này. Tại diễn đàn, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, góp phần khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững. Hiện Việt Nam có tốc độ tăng trưởng sản xuất năng lượng tái tạo nhanh nhất Đông Nam Á và nằm trong số 10 quốc gia sản xuất điện mặt trời hàng đầu thế giới. Năng lượng tái tạo chiếm hơn 11% tổng sản lượng điện toàn hệ thống. Cũng tại sự kiện lần này, hai hội thảo chuyên đề về điện gió và tiết kiệm năng lượng hiệu quả đã được tổ chức song song.